Darwin đã phát hiện ra những nàng tiên cá nhỏ và khả năng liên kết đặc biệt, năng lượng giúp họ hồi phục. Được tiên cá giúp đỡ, Quinn đã tìm ra được viên đá của sự tự tin. Nhưng mà họ còn phải tìm thêm 2 viên đá nữa mới luyện được Sirenit. Tập 8: Bí mật của san hô hồng ngọc. Chị có thể cảm nhận được em đang lo lắng, Blue. Daphne ạ, tụi em sắp hết thời gian rồi. Nếu không thể tìm ra được 2 viên đá cuối cùng khi qua tuần trăng, tụi em sẽ không có sức mạnh Seradis, còn mất đi phép thuật mãi mãi nữa. Em và bạn em rất giỏi. Chị biết em sẽ làm được mà. Cảm ơn chị Danny. Quá dữ dội. Nhảy đi. Nhảy đi. Mình qua bên kia trước. Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Sao nhảy thiếu đi ha. Vui thiệt. Vui thiệt. Thấy rồi. Vui quá. Bên đây nè bạn ơi. Thấy rồi. Bạn đấy rồi. Nhớ bạn quá, thương bạn quá. Nói chuyện với chị gái thân yêu của bạn cũng tốt. Nhưng ngoài đây đang có tiệc. Và ngay lúc này bữa tiệc đang diễn ra. Ôi Stella. Wow. Tới bạn nè. Mình thích lắm. Nhìn kìa, Randall và Sky đó. Chào. Được rồi, giờ đoán xem em đang nghĩ gì nào. Em đang tự hỏi là em hay anh biết nhiều số nguyên tố hơn phải không? Anh hiểu em lắm đó. Cuốn sách Serenis. Timmy, em sẽ gọi cho anh sau nha. Oh, wow, một manh mối khác. Mình sẽ thu nó lại. Đêm nay em đẹp quá à. Cảm ơn anh. Anh xin lỗi. Blum à, anh không biết mình có nhớ cách nhảy hay không nữa. Nhảy hay lắm. Thử sẽ biết thôi mà. Hả? Nhảy lên đi. Ôi nè, coi chừng đạp chân mình đó nha. Sky à, lúc ở Gardani em thật can đảm. Anh đã cứu em khỏi bọn Street chứ. Em cũng cứu anh bà Blum. Kể cả khi đã mất đi ký ức, anh vẫn muốn em biết là... Biết gì chứ Sky. Đi chơi với anh nha. Đối với anh... xin lỗi. Anh xin lỗi nha. Nè, buổi tiệc thiệt là vui hả? Phải không vậy? Đang giữ buổi tiệc, Layla không nên buồn như vậy. Em sẽ giúp bạn ấy vui lên. Nè mấy anh. Ai xì? Anh đang ở cung điện của cha anh. Không bao lâu nữa anh sẽ trả thù ông ấy, có đúng không? Tuyệt lắm. Ước gì em ở đây. Lúc nào em cũng nhớ tới anh hết. Lúc nào em cũng nhớ tới anh hết. Chị cũng thấy ngạc nhiên khi thấy chị ta cứ phải đóng vai một con thiên nga ngoan hiền trước mặt hắn. Em chuẩn bị gặp anh ở Ma Sinh. Xong việc ở đây, chúng ta sẽ tới thăm Daphne một chút và bắt cô ta khai ra hết mọi thứ về Sirenis. Đã lâu lắm rồi anh không về đây. Cha của anh chắc chắn sẽ rất vui khi thấy anh. Đúng đó. Thằng Tritanus đã biến hoàng hậu Lycia và thái tử Nereus thành quái vật rồi sao? Đúng vậy thưa đức vua. Vì là thấy vậy, Tritanus sẽ khiến bọn họ phải đi theo hắn. Ôi cha ơi. Ta sẽ trừng trị nó. Thật ra thì cha không biết chuyện này sẽ diễn ra ngược lại mới đúng chứ. Tritanus,
Đến đâu? Bắt đi nó. Dạ. Ai? Dạ. 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 Không thể ngăn cản con được đâu cha. Ta không nghĩ như vậy đâu. Quái vật bắt vua Neptune. Con sẽ giúp cho cha. Nhảy lên đi. Nhảy đi. Ra đây nhảy với mình đi. Nhảy đi. Như đây nè. Có thể nhưng mà không chắc. Hình như Layla chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Đúng rồi đó. Nhưng ai biết được cô ấy sẽ thích bố sinh tố này thì sao? Layla. Hay là thôi đi. Layla, làm quen với Mai, Johnny và Ed nè. Mình đã hứa là bạn sẽ nhảy với họ đó. Cảm ơn bạn. Nhưng mình không có hứng. Hãy xem tài năng của tụi này, rồi bạn sẽ đổi ý. Lên nào. Lên nào. Ôi. Tiếp đi Johnny, tiếp đi Mai. Layla. Layla. Hai bạn bước xung lại đi được không? Vậy. Nè, khoan đã. Rất tuyệt. Ôi, mình không ngờ bạn ấy lại phản ứng như vậy. Yeah. Thích hả? Hả? Gì? Nhảy tiếp đi, nhảy tiếp đi. Wow. Milza, đợi anh với. Em nhảy tuyệt lắm. Vui quá. Milza. Bài này. Nhảy đi em. Là bài mẹ mình đã hát cho mình nghe lúc còn nhỏ. Lời bài hát rất là kỳ lạ. Mở ra đi. Như viên hồng ngọc tỏa sáng với đại dương, san hô thì tạo thành dây đàn, và bạn cảm nhận được giai điệu. Nghe cứ như một câu đố vậy. Nếu đây là bài hát mẹ bạn đã hát, vậy thì thử thách tiếp theo chắc chắn sẽ là ở xứ sở của bạn, Melody. Mình nghĩ nên bắt đầu từ nơi mà mẹ mình hát bài này, bến âm nhạc. Tụi mình phải nhanh lên đi, chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nhiệm vụ đó rồi. Phải có người ở đây, phòng trường hợp sách Serenis lại xuất hiện nữa. Mình rất mong được về nhà. Mình đi với bạn, mình muốn rời nơi này một thời gian. Mình cũng đi nữa, có được không? Tressa, đây là người anh yêu dấu của em, Darius, và người kính yêu của em, Lysia. Không, không. Tressa. Bây giờ cả gia đình bé nhỏ sẽ được đoàn tụ. Bây giờ ai sẽ là vua đây? Nisa, tên canh cổng ma xích, con tìm cá nhỏ mình đang tìm kiếm đây. Giờ ta sẽ đến được đại dương của ma xích. Nila sẽ trở lại, Nila sẽ đánh bại mi. Thanh kiếm của cha. Ha 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 ha.
Con thích sức mạnh của cha. Con có thể nhận thấy lòng trung thành của mọi người với cha. Giống như cô em họ Layla vẫn cố lấy được sức mạnh của Seranis. Nên con phải xử lý nó. Quái vật, theo ta, đi tới Melody chơi đùa một chút nào. Bến âm nhạc ở phía đâu kìa. Bạn lái giỏi lắm. Nè Misa, mình biết bạn vẫn còn giận mình chuyện ở bữa tiệc đó, nhưng sao vậy? Ý mình là chỉ muốn giúp bạn vui mà thôi. Vậy mà cũng không hiểu. Mình không muốn giải thích. Nhưng sao mình hiểu được nếu bạn không giải thích chứ? Ngươi sẽ không bước qua được cánh cổng Melody đâu, đồ quái vật. Lại thêm một tên cành cổng và thêm một bước ta tiến gần đến đại dương vô tận. Bây giờ ta sẽ đến thăm cô em họ Layla thôi. Đây là bến âm nhạc. Hồi trước cái giàu hẹn là cả nhà mình lại tới đây. Hả? Đó là nhà của mình. As you wonder, never fear. I'll be right where you are. Everlasting, ever near. Like a beacon for your heart. My love will shine for you, girl. There are mysteries you may seek. Riddles you may answer. But it's the secret song we speak that makes my heart a dancer. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Techna, ở phía tây bến âm nhạc, tụi mình phát hiện được một rạn san hô hình thành từ san hô đỏ. Nó nhìn giống như là... giống như một viên hồng ngọc phát sáng ở dưới biển. Phần đầu tiên của câu đố. Cảm ơn bạn. Đi tìm rạn san hô thôi. Ừ, đi nào. Với sức mạnh của Harmonix mới của chúng ta, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Phép thuật Quiz Harmonix. Aisha, tiên nữ của sóng biển. Bella, tiên nữ của ánh mặt trời. Nilsa, tiên nữ của âm nhạc. Giờ thì đi làm nhiệm vụ thôi. Chào các cô em. Tin đi lặng sao? Katanis, gặp anh có vui không Layla? Ngươi là đồ quái vật. Em cũng vậy. Layla, không. Misa. Misa. Chạy đi. Có vui không em họ? Trời, bạn ấy đuổi theo kìa. Wow, vòng xoáy cực sáng. Đừng làm cho nó đau. Hãy nhớ đó là Musa đó. Cái này sẽ ngăn bằng ấy lại. Pomeroy mặt trời. Đừng đây. Lại tới nữa rồi. Chào kia. Nhanh lên. Tila.
Lemmy, sao vậy? Titanic đã biến Neptune thành quái vật và trái xa nữa. Ôi không. Cái gì vậy? Thật không may, nhưng đó là Medusa cũng bị Titanic biến thành quái vật rồi. Có thể Sonna, người canh cổng của Melody, sẽ phá giải được lời nguyền. Ý em là Sonna sẽ liên kết với Medusa. Chắc là được đó, tụi mình thử đi đi. Ừ, Stella, Lemmy và mình sẽ đi tìm Sonna. Bạn và Eliris dẫn Medusa về phía cậu. Mình hiểu rồi. Thành công rồi Stella, chị ấy thích ánh sáng của chị. Ừ đúng rồi, Medusa sẽ ăn nó ngon lành. Thấy Sonna rồi, đang ở cánh cổng. Layla, đợi chút. Layla, bà có nghe không? Nghe được, mà không nói được. Medusa ở ngay sau đuôi. À, mình mới sau đuôi Medusa. Được rồi, mình tới rồi. Sẵn sàng nhá. Gần ánh sáng. Đi thôi, Alivis. Là được. Ôi trời ơi, Medusa. Họ đã liên kết thành công rồi. Ôi, Medusa ơi, chị đã giúp em có lại sức mạnh. Yeah. Chị và Sonna đã liên kết với nhau, phá được lời nguyền của Titanus rồi. Medusa ơi, họ đã biết cách giúp đỡ lẫn nhau. Mình thật sự rất vui khi gặp lại các bạn đó. Không vui bằng tụi mình khi thấy bạn ở lại đây đâu. Là muốn mình nói với bạn là mình xin lỗi. Mình hiểu rồi. Mình đã không tôn trọng cảm nhận của bạn. Còn mình thì đã hiểu là bạn chỉ muốn giúp mình thôi. Mình huề nha. Kìa, san hô ngọc. Đúng là như viên hồng ngọc tỏa sáng dưới đại dương. Còn phần sau câu đố, san hô tạo thành dây đàn và bạn cảm nhận được giai điệu. Cảm nhận san hô hả? Tụi mình cần sự giúp đỡ. Hợp sao Dennis? Tôi có thể làm gì cho bạn hả Musa? Người giám hộ à, mình vẫn không hiểu hết câu đố. Bạn nên nhớ lại những gì mẹ bạn đã nói về âm nhạc và làm theo lời của bà ta dặn đi. Mẹ mình luôn nói là hãy cảm nhận âm nhạc, và âm nhạc sẽ có giai điệu. Cảm ơn người giám hộ. Hãy kiểm tra chỗ này. Tụi mình phải cần tìm thứ gì đó có thể tạo ra nhạc. Trời ơi, nè các cậu, mình đã tìm được rồi. Mình cảm nhận được nó. Giống như mẹ mình đã nói, đó là đàn hạt, san hô là những sợi dây đàn. Cùng nhau đàn đi. Viên hồng ngọc tỏa sáng dưới đại dương, san hô thì tạo thành dây đàn và bạn cảm nhận được giai điệu. Thành công rồi.
hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hay quá. Mày nghĩ là sao? Mình thật sự không biết. Khoan đã, mình báo cho mấy bạn kia biết. Nè, nghe mình nói nè. Các ngươi đã hoàn thành phần đầu của thử thách về sự cảm thông. Muốn tìm viên đá đồng cảm, các ngươi phải hiểu ý nghĩa các nốt nhạc trên đàn hạt. Các bạn nên về đây đi, có rất nhiều việc cần giải quyết ở đây đó. Xin lỗi, mình phải đi rồi, mình phải cố gắng giải quyết một chuyện nữa. Sky mất trí nhớ. Em rất thích ở đây. Phải, anh cảm nhận được mà. Nè, em mới tìm được một nửa giỏ sò định mệnh của chúng ta. Người ta nói người nào tìm được nửa còn lại có nghĩa là có duyên phận với nửa kia. Với người giữ nửa kia, không phải với vỏ sò này đâu. Bọn ta cũng muốn nhưng không có cửa để gõ. Ai mà lại đi sống dưới hồ kia chứ? Các người muốn gì? Một thứ thôi. Ta muốn biết bí mật của Siranis. Lâm, em sao vậy? Có sao không? Em đang có linh cảm không hay? Về đếp đi. Stella muốn tổ chức buổi biểu diễn thời trang nhưng mọi thứ không như Stella mong đợi. Sau đó bạn ấy đã đi tìm nguồn cảm hứng từ chiếc áo cài trên bộ trang phục cổ xưa. Còn ở bên dưới đại dương Zenith thì các Queen đang chiến đấu gian khổ với lũ quái vật và lấy được viên đá đồng cảm, viên đá của sự cảm thông.